ăn thử miếng lá chuối coi. Rồi chấm anh thử coi. Sao hả? Ngon. Ngon không? Thơm không? Cay. Hello, chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Chào các bạn nha, thì hôm nay chú cháu mình sẽ làm một cái món ẩm thực ở gần khu vực đìa sen này các bạn ơi. Nhưng mà điều đặc biệt là chú cháu mình sẽ làm đó là món gì, nói cho các bạn xem với quà. Đó là thịt bò nướng lá sen nha, với lại lá chuối nữa. Giờ mình chặt ít xả để hồi ướp thịt bò nha. Mình sẽ bẻ trái me ăn kèm với thịt bò nướng. Quá trời cái me nhiều trái luôn. Con đi cạo ở ngoài sai kìa con. Đúng rồi, đó me đó. Cái me này là của nhà mình luôn nha mọi người. Giờ mình sẽ leo lên bẻ trái xài nha. Quả leo rồi chưa? Rồi. Leo lên bước qua. Trời ơi. Ủa có thang luôn hả? Có thang mày mà đứng lên cổ chú nó thằng thiệt tình. Quả leo lên lúc trên cây các bạn. Giờ anh sẽ bẻ mấy trái xoài này nha. Cho nó được không à? Bỏ trái xoài luôn các bạn ơi. Một trái cho em. Thấy cho chú. Rồi xíu vào đầu chú luôn rồi. Hòa nó mất tiêu rồi trời. Đâu Hòa? Đâu, chào các bạn ơi, không thấy. Hòa nó muốn trên cao các bạn ơi. Và đây là nhà của Hảo luôn nha. Bây giờ mình hai anh em chú cháu mình xuống để kêu Hỏa đi Hảo đi quay phim cùng chú cháu mình nha các bạn. Xuống đi con. Rồi xuống đi. Rồi thấy đây. Trời ơi. Mình sẽ chặt cây tre để kẹp thịt nha. Rồi ok xong. Rồi cầm đi Hảo. Đi. Đi luôn. Ok này được không? Được, ngon luôn.
Đâu đi chú coi coi. Ô, làm lỗ nướng luôn rồi, quá giỏi. Hòa với Hảo rất là giỏi nha các bạn. Hai em đã đào xong cái lỗ rồi, với lại giờ đóng cây đi con rồi bắt đầu nướng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thịt bò nướng nha. Lá sen và lá chuối luôn. Đây là lá sen hồi nãy mình mới hái nè, bây giờ nó héo rồi các bạn. Người ăn miếng cho đã luôn nha. Wow, nay mình làm bò nướng siêu to khổng lồ các bạn ơi. Sao Hảo ơi, cho ít dầu ăn vô đi, dầu ăn là có chức năng mềm thịt nghe các bạn. Thôi đi rồi. Cho nhiều chứ Hảo, đổ lỡ tay. Chỗ này vô luôn ha bà. Ờ đổ vô đi, vừa vừa thôi nha. Thêm miếng nữa đi Hảo ơi, miếng nữa đi. Bỏ ra đây nữa nè. Chó siêu cay nha ơi. Thật sự ra bò ớt nhiều mới ngon nha các bạn. Rồi cho thêm một ít tiêu nữa đi Hảo. Cho vô. Nhiều lên. Quá, tiêu nhiều mới ngon, đúng rồi, chính xác, hoàn là đúng. Rồi, bỏ lên. Ồ, nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Này chú cháu mình sẽ làm ẩm thực đìa sen, gồm có lá sen và lá chuối và thịt bò. Giờ mình sẽ cuốn thịt bò vô lá chuối nha. Đó, giờ không? Có miếng thịt bò vô nghe các bạn. Nặng quá khó cầm mà. Rồi đó, ngon lành luôn nha. Đó đầu tiên. Rồi góc sao đâu. Đây. Tiếp tục. Đấy. Gấp nhiều lớp nha, không nó cháy đó nha ông. Không biết nữa chú em. Kinh nghiệm đầy mình. Kinh nghiệm đầy mình luôn. Sao quấn qua luôn. Ôi đó. Gắt rồi. Để đi, mình quấn nhiều vòng mà. Không, đúng rồi, còn ngang dọc nữa. Bây giờ mình sẽ chặt cái tre làm đôi nha. Cái tre để mình kẹp nước. Đây mình cuốn khá là nhiều lớp nha. Chống thịt bò khét đó các bạn ơi. Vậy được chưa chứ anh? Được, ok, để kẹp vô là xong. Được á, cái đó có lý đó hả? Thôi kẹp thẳng vậy nè. Ừ. Quay như cái bánh. Mình sẽ chẻ cái tre ra làm đôi. Rồi. Rồi tới mình. Tới đó được đó không ơi. Ồ, xíu banh ra luôn rồi. Rồi, tới Hòa. Hòa sẽ bắt đầu chẻ cây của Hòa nha các bạn. Không biết có con nó có banh không. Không biết có thành hình không đây nữa nè. Rồi. Chóc không mày. Được rồi con, hai nút này kẹp rồi, ok đó. Chuẩn gãy á, rồi xong. Kẹp nha. Kẹp đi con kẹp đi. Bây giờ mình sẽ đưa miếng thịt bò vô. Đây kẹp lại là được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ thịt bò vào lá sen. Mình mang ra cho đều, cho nó không bị chịu chín chịu không. Và gấp lại thôi các bạn ơi. Ok chưa Hậu? À khá là đẹp nha các bạn. Rồi đưa đi cho chú cái nhánh tre. Mình sẽ gấp cho nó gọn lại. Có mở vô đây nè, đẩy sát tới đây học. Wow, rất là ngon nha, đẩy sát được. Đúng rồi, đầu kia nó cho miếng đi học, cho thêm miếng đi con. Miếng thứ hai nha các bạn. Rồi và mình kiếm cái gì kẹp lại Hảo ơi, cho Hảo khúc dây chì đi qua. Tao sẽ cuốn một đầu ra để giữ miếng thịt bò nha. Mình sẽ dựng đỡ trên đây. Giờ đi đốt lửa các bạn ơi.
mình sẽ buộc cái đầu này lại là xong. Chụp cho sát vô miếng thịt xe không rớt. Và mình sẽ dựng lên đây. Hảo đốt lửa nhau à. Rồi đốt đi. Ngoài này không có củi, nãy mình đem theo mấy cái cây củi này nè, để vô đây đốt. Ok. Mình sẽ buộc lên nữa. Chạy lên. Quá chảy rồi, qua tới hào. Ok đó. Các bạn thấy than. Mặt nhau mèo có thai. Đây là con. Đó. Đang dừng hồi chín cục thịt bò của con luôn. Ok. Ngồi chín đã. Sao? Bên anh nó đi. Đi coi. Rồi luôn. Gác hồi gác xéo lên nướng. Được rồi đó. Để sao? Gác xéo lên á. Con ngồi cái nó con nướng đó. Ngồi đây cũng được. Rồi trên đây. Con muốn giao cho. Làm gì không? Đây. Đây. Cháy khá là lớn rồi Hậu. Giờ mình sẽ nướng thịt bò nha. Bắt đầu mình sẽ nướng nha. Than cũng khá là nhiều nha. Giờ mình sửa dọc lại nha các bạn. Cho dễ nướng chứ không gì. Thâu vô. Được rồi con. Rồi, thật vô. Quá trời hè tiện nữa bạn. Rồi, bỏ vô. Cục bánh bò. Cứ vậy là mình quay đều là thịt nó sẽ chín thôi. Của mình nó tay đó các bạn. Quay đều đều đi Hảo ơi. Bây giờ mình sẽ quay. Ủa nó ra nước kìa. Thịt bò nó ra nước rồi con. À, cái gia vị mình ướp á, giờ bắt đầu nó sẽ chạy ra tại mình nóng đó. Rồi quay đi nha. Ai quay chín thì được, sẽ bắt đầu là chú cháu mình sẽ ăn nha. Rủ rất là ngon nha các bạn. Cái cục thịt đâu? Đâu? À, cục thịt rất là nguyên một cục to nha các bạn, rất là to luôn. Đây của Hòa, đây của Hòa lá chuối, giờ bắt đầu nó sẽ teo lại rồi. Lá sen cũng bắt đầu đang teo lại luôn. Rồi, đi chút quạt cho nè. Gió chút đi. Đây là xuống gì đâu rồi. Cứ từ từ nướng, hai đứa đừng gấp, đây, gấp không được. Lửa chừng cháy luôn á. Dít dít. Dít dít mày ra. Cho nó có than thôi. Cứ để đi con, cho nó có than. Rồi, đây. Chạy đi lửa, để đi. Lửa nhỏ.
nhẹ nhẹ ta lâu lâu quá lên nữa rồi. Cái than giờ nóng rồi con ơi, đừng lo, nó chín hết trơn nè. Thịt con đúng rồi, lửa rồi. Ủa thịt khá là ngon nghe các bạn. Cái lá sen giòn luôn. Thôi bọc thêm lá nữa. Không sao đâu con, nó được rồi. Chín lá sen đó là thịt chín rồi đó. Hôm nay chú cháu mình sẽ thử nghiệm hai loại nha, vừa nướng bằng lá sen và vừa nướng bằng lá chuối, coi cái nào sẽ ngon hơn nha các bạn. Giờ nó bắt đầu là lá sen và lá chuối bắt đầu là nó nám, nó trở đen rồi. Nó thực sự ra cái lá đó phải đen thì thịt mới chín được nha các bạn. Nó khét luôn cho chứ. Nó khét lá đâu sao con, đến đừng khét thịt là được rồi. Sẽ sử dụng bốn cây này để kê cái mâm chú ăn nha. Quay hộp dình nha Hảo, cho chừng nó khét á. Rồi ok. Đây nè, mình đã thiết kế xong rồi nè. Cái chỗ này để tí ăn đó các bạn. Đây chú cháu mình thiết kế cái chỗ để ăn cũng khá là hoàn chỉnh rồi nha. Sắp chín vậy mới được. Cho chắc anh nha, hồi sống báo đó. Gì mà nóng phải không? What? cái nước con bò ra xong nóng rồi trời, đứng nhiễu nữa gì quả thêm luôn hả? Đó cháy rồi đó, sợ cháy quá nó khét á. Cũng gần được rồi, ở xuống đi cho nó chín chắc ăn đi. Ủa Trang ơi, gì con? Nãy thịt con bự có khúc vậy mà sao giờ còn khúc nhẹ chú ăn? Ừ đúng rồi, bò teo heo nở mà, thịt bò nướng là nó teo lại đó, coi chừng trong còn có tí xíu đó. Thịt rất là to, cái mùi lá chuối của Hòa rất thơm nha Hà. À nước nó nhiều ra nè các bạn, đây nước của Hòa nó nhiều ra nè. Đó, thịt bò, nước trong thịt bò nó nhiều ra. Hòa có nhiều ra không Hà không? Có, giờ khoét lỗ đi nước chảy nhóc. Đó, chảy ra rất là nhiều luôn nè. Ôi Hảo nghiêng qua đây nó mới chảy ra nè Hảo. Bên đây nó hở lá nó mới chảy ra nè, đó nước cho thịt bò ra đó các bạn. Mà điều đặc biệt nha, hình như mình thấy nướng lá chuối có khả năng là độ thơm thơm cao nha. Cái lá sen hình như đưa cho chú ngửi cái hảo. Lá sen nó cũng không thơm bằng lá ấy. Mỗi cái nó có cái vị khác nhau, nó có cái mùi khác nhau. Nhưng mà mùi lá chuối hình như chú thấy khả thi hơn á. Cái mấy mùi lá chuối nó nướng là rất là thơm nha các bạn. Hoặc thẳng xuống á, và trên đây hoặc thẳng xuống á. Mình nghe nghe thôi. Cái bò kia đến rồi, con góc chứ là con góc đó. Bụi gì vậy? Mất quá. Rồi, cũng gần chín rồi nghe các bạn. Cái ống than này chứ thực sự nó rất là nóng. Tại vì mình đốt rất là nhiều củi rồi. Và điều đặc biệt là thịt bò thì cũng không cần thiết là phải chín cho lắm đâu nha. Thịt bò tái tái mình cũng có khả năng ăn được mà mấy đứa. Tái nó còn ngon. Rồi, bây giờ chú cháu mình sẽ chuẩn bị cái chỗ để mình ăn. Lót lá sen ở dưới đi con. Rồi lá chuối lên trên, đúng phong cách của hai loại lá trong ngày hôm nay luôn. Rồi lá sen vào dưới nha, ban ra. Rồi mình sẽ bỏ một ít lá chuối lên. À, rất là hấp dẫn nha. Rồi, cho thịt bò lên thôi. À, qua cho lên coi. Đây, thịt bò của Hoa và Hảo chuẩn bị đưa lên đây. Để chú coi coi, Thảo sao? Đó, Hoa rút ra con. Nóng. Nhưng đang có tiếng thơm, nó thơm mùi bánh tét nha. Mùi bánh tét các bạn. Thơm đẹp luôn. Rất là thơm mùi lá chuối mà mùi bánh tét luôn. Nhân thịt bò mùi thơm. Thảo thơm không? Wow. Chín rồi. Khá là ngon rồi các bạn ơi. Chín rồi.
Rồi, rồi Hòa bác bưng lên đây, bưng lên đây cho các bạn xem coi, mang cái này cả lá chuối lên luôn. Này sạch ra. Có chuối sạch rồi chứ em. Ui, khá là ngon đó nha các bạn. Ui, nó cứng. Nguyên một tạng luôn, có chừng nó rớt là rồi luôn Hòa. Đây, đó, mình nếm miếng này lá chuối nha. Đã xong một miếng lá chuối. Cái nào đúng nhất. Rồi còn lá sen sao? Lá sen nó lắc khác chứ. Lá sen chắc cũng chín. Ui, chín chứ con, lá nào cũng chín hết. Cho chú coi kìa. Ồ, lá sen cũng thơm nhưng mà nó. Ô, nếu mà không có lá chuối mấy bạn sử dụng lá sen cũng vẫn được nha, cũng rất là ngon nè, bỏ lên luôn đi Hòa. Đi lên đi con. Cái nước gia vị nó ngon. Là, cái nước gia vị nó chi nữa. Ơ, dính đất rồi Hòa, bỏ lại đi. Lấy cục thịt lên thôi con. Lấy kéo à. Không, lấy miếng thịt lên được rồi. Rồi cầm lên, cầm lên. Còn nóng hổi từ từ nha Hòa, nóng không? Lấy đồ đó. Rồi được rồi. Để Hòa cầm lên bằng lá sen rồi, bỏ lên. Đó, cái này là lá sen nè các bạn. Đây là lá sen và bên đây là lá chuối. Rõ ra đi nào. Rồi con Hảo. Rồi con của Hảo sao đây coi coi. Bỏ luôn con Hảo. Ui. Ô, khá là ngon luôn, rồi bỏ lên luôn này Hảo. Nó bự lắm, mình sao giờ té nhỏ như vậy ta. Rồi bỏ lên luôn con. Khá là ngon luôn các bạn ơi. Ôi, lấy cái kia đựng tương ớt. Sao, cái nào để đựng tương ớt? Một cái lá đựng tương ớt. Lấy cái gì để đựng, lấy cái lá Hảo, lấy lá đựng tương ớt. Lá sen đựng tương ớt không? Nè. Rồi ok. Quá đẹp luôn Hòa, đang thiết kế cái chỗ để tương ớt các bạn ơi. Ủa không biết có mang chai tương ớt hay không trời? À có trời, tưởng nó chuẩn bị mà không có chai tương ớt báo nữa. Chắc đầy nhỏ nhỏ tí nữa. Thôi. Vậy đây coi. Rồi ok, xịt tương ớt ra đi Hảo. Rồi đó. Khá là hấp dẫn nha các bạn. Ngon quá chú em ơi. Bây giờ mình sẽ gọt một ít xoài với loại me để ăn cùng. Đây là xoài và đây là me nha các bạn. Còn là củ đường phấn trang. Quá đẹp luôn chứ. Một miếng. Đây giờ tách xoài xong nữa thì chú cháu mình ăn nha các bạn, cho nó thịt bò nó nóng luôn. Quá wow, nhìn khá là hấp dẫn. Rồi mình sẽ đổ một ít muối lên đây nha để ăn xài với lại me. Rồi chơi xong. Rồi ok, bây giờ chú cháu mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái món ăn của chú cháu mình thôi các bạn ơi. Đây để cho các bạn xem nha. Đây cũng có là me nè, xoài nè, muối nè nha, thịt bò nè, và gồm có điều đặc biệt nữa là không thể thiếu đó là tương ớt nha. Giờ mình sẽ cắt thịt bò ra nha. Cắt đi, nó cắt đi. Nó to quá các bạn ơi, không thể nào ăn được, phải cắt ra nha. Nhai đi chứ em. Dư cắt nhẹ đi. Cái này là lá nào đây? Cục này là lá chuối nè nha. Của con là lá chuối nè. Cắt lên ra đi để mình thưởng thức cái nào ngon. Rồi ok. Rồi thì được rồi, ăn xong rồi cắt tiếp. Rồi, nó có phải cắt một miếng lá sen ăn thử nữa chứ. Cắt hết rồi này con. Sao lá này mềm chứ? Lá sen thì... Ô, vậy là có một vấn đề nha. Lá sen thì thịt bò nó sẽ mềm hơn lá chuối nha các bạn. Đi chen luôn. Mềm hơn không ạ? Mềm hơn khúc đúng đầu. Rồi. À. Thử thức đi chứ còn dòm gì nữa trời. Mời các bạn cùng ăn nha. Mời các bạn cùng ăn. Ăn rồi. Thử miếng lá chuối coi. Rồi chấm anh thử coi. Sao Hòa? Ngon đâu? Thơm không? Cay. Ồ, siêu cay mà. Rồi Hảo sao rồi chấm thử coi con, ăn thử coi. Sao Hảo? Ngon. Thơm mùi lá chuối hả? Con ăn cùng thịt bò hay là thịt bò lá chuối hay là thịt bò lá sen? Thịt bò lá sen. Thơm mùi gì lá sen đâu? Thơm. Ăn thử lát, ăn thử cục thịt chuối lá chuối coi. Sao Hòa? Cay. Quá cay hả con? Không cay gì rồi. Thôi, chú cũng thử miếng chứ. Cái miếng nào bên lá chuối đâu? Này phải không? Miếng nào nhỏ nhỏ, to không mà trời. Quả cắt miếng đại đại không quả. Rồi. Không là đây. Lá sen thịt nó không có dai. Đây, lá sen thịt mềm hơn đúng không?
Đây mình mời các bạn luôn nha, mình cũng làm miếng thịt bò luôn các bạn ơi. Ngon không? Mình lấy chuối chín quá. Hơi chín quá mà nó hơi hơi dài. Chín quá hơi dài. Mình lấy sen không có. Đúng ngon không? Vậy ngon. Đúng ngon luôn các bạn. Miếng xoài chứ, đúng rồi. Thử miếng xoài không? Xoài phải cho muối tinh linh nha các bạn. Chung với thịt bò. Quá đã rồi. Chua. Sao hả? Chua. Ngon không? Rất là ngon các bạn ơi. Cay. Sao hả? Cái ngon. Ăn thử miếng bò này coi. Thôi chú miếng nó coi. Ăn miếng của lá sen coi, nãy mình ăn miếng của lá chuối rồi. Giờ mình sẽ dùng một miếng của lá sen nha. Bên đây là của lá chuối rồi. Cái này cho ăn miếng lá sen là mời các bạn luôn nha. Lá sen nó mềm hơn lá chuối. Lá chuối sao dài lắm vậy. Ăn thịt bò không? Mà, ăn xoài quá. Trời thương. Không gì đánh xoài. Không đứt. Thật đi. Chúng mẹ già cái ngày. Ok không? Mình với xoài các bạn ăn xoài cũng ngon. Sao hả? Dài. Có đã hả? Miếng xoài miếng. Miếng thịt bò miếng xoài ngon phải không? Dạ. Quên chứ. Lấy gì không phải để me. Mình làm miếng me các bạn ơi. Rất là ngon. Nó chua. Mà rất là ngon luôn. Đâu Hảo thử chứ me Hảo. Con chấm anh thử cái tính mình này. Đâu thử coi, Hảo thử miếng me coi. Chú nó ngon thiệt mà. Nó chua thiệt nhưng mà ăn chung với thịt bò rất ngon. Thấy không? Đâu ăn thịt bò đi. Quả đi con. Ăn me vô đã. Quá đã. Hãy ra đi. Mẹ nuốt luôn. Ra quá. Mình cảm thấy xài vào miếng thịt bò rất là ngon nha các bạn. Sao Hảo? Ngon. Ngon chứ à. Anh cho hết đi thì chú cháu mình về. Thực sự ra hôm nay được bữa thịt bò nướng lá chuối và lá sen rất là ngon luôn các bạn ơi. Lá chuối thì nó thơm nhưng mà thực sự thịt bò nó dai hơn là lá sen. Nướng lá sen sao nó có một cái hoạt chất gì không biết mà nó mềm của vậy thôi. Thì hoặc là lá chuối nó dễ cháy sẽ mau cháy hơn cái lá sen. Thì đâm ra lá sen nó cục thịt nó không chín kỹ quá, đâm ra nó mềm hơn. Thì hôm nay mình làm một cái món này. Đó là do có một người em bên ngoại quốc á. Có yêu cầu mình làm cái món này và mình cảm thấy rất là ngon và mình cũng cảm ơn em rất là nhiều. Và em đó tên là Chu Chủ Ái nha. Anh cảm ơn em nhiều nha Ái. Thì thôi các bạn ơi, chắc mình để cho các em ăn thì mình xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay và có ý nghĩa thì cho mình xin một like, một share và một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, bye.